Hello anh em, trước mặt anh em đây là mẫu sản phẩm xe điện 3 bánh M6. Đức đã lên video rất là nhiều thì hôm nay Đức còn lại một chiếc màu đỏ, hàng mới 100%. Đấy, anh em có thể thấy không? Đây, thì cái mặt hàng này nhá, thì của chúng ta sẽ có gì? Có một cái kiểu dáng kích thước rất là mini, nghĩa là rất là mignon ý, để đi lại trong phố. Đấy, anh em có thể thấy không? Và phía đằng trước thì nó được thiết kế một cái cụm đầu đèn giống như đầu đèn xe máy. Nghĩa là cái đầu này này, nó dài xuống là đầu như đầu xe máy. Đấy. Và hệ thống đèn nó là đèn LED. Đó. Anh em thấy không? Hệ thống đèn pha LED. Đấy. Thì tắt cái đèn này đi thì chúng ta sẽ không có đèn định vị ban ngày. Muốn đèn định vị ban ngày như thế này chúng ta phải bật lên. Đó. Cái này có thể tắt và bật được cái đèn định vị ban ngày. Xi nhan chúng ta được thiết kế ở hai bên. Đây. Đấy. Đấy. Ở mặt chính giữa của cái đồng hồ thì chúng ta sẽ được trang trí một cái kính chắn gió. Đấy, nó cũng rất là mỏng manh, nó không phải là ok lắm. Đấy. Về phía phần đằng càng thụt này thì phía đằng trước nó sẽ có một cái dè chắn bùn màu đỏ, đi theo với cái màu này của xe. Đấy. Cái càng này cắt CNC. Còn cái bánh này là bánh đa chấu, 6 chấu. Bánh này bánh đời mới là 6 chấu. Đấy. Cái lốp này thì chúng ta vẫn được sử dụng lốp 300-8, lốp không xăm. Đấy. Về cái đầu đèn này thì ở hai bên của chúng ta sẽ được trang trí hai cái bộ gương. Anh em thấy không? Đó. Và ở đây của chúng ta được chạy màn hình đồng hồ điện tử, có bao gồm báo km, báo pin, báo số km. Đấy, ở bên này thì chúng ta có nút tiến và re. Đấy, nút re này thì nó không có tiếng luôn nhá. 1, 2, 3 tốc độ nhanh chậm ở đây. Đấy, đây là còi. À đâu, không, bên này mới là còi. Đó, đây là xi nhan. Đó, đây là đèn, công tắc bật đèn ở hai bên. Thì trên cái chiếc xe này thì của chúng ta sẽ có một cái hốc để chai nước ở đây. Đấy, chính giữa cái chỗ để chân. Bây giờ chúng ta đã đi chi tiết phần đầu rồi thì Đức sẽ đưa anh em đến chi tiết phần thân xe nha. Thân xe của chúng ta thì vẫn được nhựa màu quanh xe rất là nhiều. Và anh em có thể thấy không? Đây. Đây chúng ta đã được trang bị một cái khung sắt bảo vệ để bảo vệ phía ngoài. Đấy, và chỗ sàn để chân chiếc M6 này. Đức đánh giá chiếc này rất là nhiều video trước ý. Về cái chất liệu nhựa đó thì Đức cũng chưa thấy nó chắc chắn cho lắm. Đấy là cái sự thật luôn. Đây, còn về chiếc rè, rè đằng sau nó sẽ đi theo màu của chiếc xe. Đấy, là rè nhựa nha. Đấy. Và bánh đằng sau vẫn sử dụng bánh 300-8, vành 6 chấu. Đó. Thì chiếc xe này có vẫn có 3 ghế ngồi nha anh em. Đây. Đó, ba ghế ngồi. Thì hai người lớn sẽ ngồi ở đây và đây. Và có cái tựa cho người thứ hai. Còn về phần này, về phần yên trẻ con này chúng ta có thể gập lên xuống được. Đó, anh em có thể thấy thì đi ra sau xe của chúng ta vẫn có logo M6 ở đây. Lip Edition. Đấy, kiểu dạng bản giới hạn ấy. Và đây là cái đèn đằng sau, thì gồm có đèn xi nhan và đèn viền, đèn LED. Và sử dụng động cơ là cầu vi sai. Cái dây động cơ thì nó thuộc dạng bình thường. Nhiều người, người Đức thấy đánh giá là cái dây này nó bằng đầu tay ngón út. Bây giờ không đầu tay ngón út thì nó làm sao tải được những cái này, đúng không? Hai cái đằng sau của chúng ta sẽ được trang bị hai cái giảm sóc thủy lực, để chúng ta lúc đi vào đường gồ ghề là nó sẽ rất êm. Về phía đằng sau sẽ có một cái khung sắt bảo vệ động cơ để tránh người đằng sau người ta va vào. Đấy. Và ở đây có một cái miếng nhựa trang trí. Đó. Đây, thân xe của chúng ta vẫn sẽ có chữ M6 Up Edition. Đấy. Còn về về cái chế độ phanh của nó thì như thế nào? Chế độ phanh của nó chúng ta sẽ có một phanh này, hai phanh này. Nghĩa là hai phanh rồi nhá. Và một phanh chân. Đấy. Đấy, nghĩa là xe này có ba phanh. Đấy, giống các mọi xe khác thôi. Nhưng mà mình nói luôn để mọi người đỡ phải hỏi nhiều ấy.
Đây Đức sẽ mở cốp lên nhá. Cốp của nó chúng ta sẽ có gì? Ở đây chúng ta sẽ có một cái cốp rất là to và rất là rộng đấy, để cho anh em đựng đồ đấy. Thì cái chiếc xe này nhá, thì đang được Hoàng Thống Mô Tô cũng như là Đức Mario phân phối ra một cái mức giá đang được khuyến mại cuối năm, đó là 15.900.000 đấy. Thì về chế độ bảo hành của chiếc xe này thì mọi người có thể liên hệ với Đức Mario qua số điện thoại 038 679 198 để tham khảo chi tiết nhá. Rồi, giờ xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.